Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị Hàn Quốc Korashop24h.com. Hôm nay tôi sẽ đến nhà bà Huệ để xin những cảm nhận của bà sau khi sử dụng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến Korashop24h.com. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi vào nhà bà nhé. Xin chào các bạn, hiện nay tôi đang ngồi trong nhà bà Huệ, là người đang sử dụng sản phẩm nấm linh chi của siêu thị trực tuyến Korashop24h.com. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cảm nhận của bà khi bà sử dụng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc nhé. Dạ thưa bà, bà cho cháu hỏi là sau khi mà bà sử dụng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc thì bà thấy cơ thể mình trước kia như thế nào và bây giờ cơ thể mình thay đổi ra sao ạ? Trước kia thì tôi thấy hay bị hoa mắt chóng mặt và đau đầu, người nó mệt mỏi lắm. Thế là từ ngày mà tôi thấy có cái nấm linh chi của bên Hàn Quốc thì là tôi cũng mua thử, tôi uống 2-3 lần ấy. Thì nhưng mà tôi cảm thấy trong người của tôi thì lúc nó mỗi một lần tôi uống thì tôi thấy trong người tôi nó nhẹ nhàng, đầu óc nó sảng khoái, không đau đầu. Mà tôi uống một thời gian thì tôi cảm thấy người tôi nó khỏe có nản lên, tôi không mệt mỏi nữa. Cho nên là hàng năm là tôi vẫn cứ uống hết thì tôi lại đặt hàng ở cái công ty gì đấy của Hàn Quốc đấy mang về, thì tôi vẫn cứ uống hết thì tôi lại đặt hàng. Mỗi một lần tôi đặt hàng phải đến là 2 cân đến 3 cân thì về tôi vẫn uống thường xuyên. Và tôi hãm vào cái ấm như thế này, mà tôi cắt từng lát như thế này, tôi cho vào ấm chè, tôi hãm tôi uống. Thế là bà uống thay nước lọc hàng ngày đúng không ạ? Uống thay nước chè hàng ngày đấy. Nước lọc. Thế thì nghĩa là cứ đi đâu về mệt mỏi là cứ rót cho uống. Vâng, thế thì điều đấy rất là tuyệt vời vì nấm linh chi có tác dụng thải độc rất là tốt ạ. Nếu như mà chúng ta dùng hàng ngày thì nó sẽ giúp chúng ta thải độc hết những cái chất cặn bã, những chất độc trong cơ thể. Ngoài ra thì nó cũng giúp chúng ta tăng cường thể lực này, giảm tiểu đường, đường huyết trong máu này, rồi hay là mỡ máu ạ. Cháu thấy là bà sử dụng sản phẩm này rất là nhiều và bà cũng mua rất là nhiều, thì không biết bà mua cho mình dùng hay là cho cả gia đình hay là cho bạn bè người thân nữa ạ? Tôi uống tôi cảm thấy nó có cái hiệu nghiệm, cho nên là tôi cũng mách cả em gái tôi, hai em gái tôi cũng đặt hàng cũng mua uống đấy. Tôi pha nước tây là cả hai ông bà cùng uống. Có khi thì cả con trai đi làm về nó cũng uống. Không biết anh nhà mình thì có lớn tuổi không ạ? Năm nay là cũng 40 tuổi rồi. Thế lắm lúc tôi pha thì lấy kêu là mẹ uống nước gì, tôi bảo tôi uống nước nấm linh chi. Thế là con tôi cũng uống. Thế ạ, vâng, cái gì tuyệt vời quá. Cháu cảm ơn bà đã cho cháu những cảm nhận rất là tuyệt vời khi bà sử dụng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc. Hôm nay thì cháu có mang tới một sản phẩm đấy là dầu nóng Hàn Quốc để tặng bà. Vì thời tiết miền Bắc nó hay trở trời lúc nắng lúc lạnh ạ. Vậy thì bà có thể sử dụng sản phẩm này để xoa bóp cơ thể những lúc mà bị đau. Sau khi xoa xong thì bà có thể dùng cái phần này ạ để massage, để cho dầu nó thẩm thấu hơn ạ. Vâng ạ. Cháu tặng bà ạ. Xin cháu thế này thì tốt quá còn gì ạ. Tôi hay bị đau hai đầu gối lắm thế này. Đi về là tôi cứ đau hai đầu gối, tôi xoa thì tốt quá. Vâng ạ. Khi tặng cái sản phẩm này thì là quá là tốt đấy. Vâng. Cháu cảm ơn bà. Cháu chúc bà là ngày càng mạnh khỏe hơn. Rồi. Bên cạnh con cháu ạ. Vâng, thưa các bạn, đấy là những cảm nhận của bà Huệ sau khi sử dụng sản phẩm nấm linh chi của siêu thị Hàn Quốc Korashop24h.com. Để mua hàng hay là cần tư vấn thêm về sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc hay những sản phẩm khác của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến Korashop24h.com của chúng tôi hoặc liên hệ ngay với hotline theo số 0904886428 để được tư vấn và đặt mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chào các bạn.